Ông hai nhiêu tuổi ông hai? 78 rồi. 76 hả? 78. 78 hả? Cái giò ổng bây giờ teo bên bự bên nhỏ luôn thầy. Giò này giò gãi giò giúp. Sao bây giờ ở trong người ông bác thấy sao? Nó mệt chỗ nào, chỗ nào nó không ổn? Rồi giờ trong mình nó cứ gì cái không ổn hết trơn á. Không ổn hết trơn luôn hả? Ô Phật. Rồi hai cái chân giờ mình có chỉ đưa đưa vô thôi hả? Cái này không được. Cái này không được. Cái chân này không được. Mà cái chân mà bị gãy cái này rồi. À, chân nhúc chân này. Tối nó có đau nhất gì không? Không có đau nhất gì hết trơn. Bây giờ là nó chỉ không hoạt động được thôi chứ không đau nhất. Ngồi là phải sắm con dây gịch vậy đó ha. Cái chân này sao? Cái chân co này vậy luôn rồi đó thầy, không có gỡ không? Không có nghe được hả? Không có nghe được. Cái giờ là không được. Cái không gặp được. Nó rút gân á, nó rút gân đó thầy. Cái này đau không? Ừ. Cái chân bị té là chân bên kia hả? Bên kia thầy. Chân này là cái chân bị có bị chân mà rớt máu không? Không? Dạ. Bị bên đây. Cái thẹo nằm đâu? Cái gãy bên đây. Đây là cái thẹo nó còn đỏ đỏ. Này. Giờ ăn thì chỗ đó. Cái thẹo bác nghe. Cái chỗ này là bị khoảng bao lâu rồi? Mà bị cái này là cái thời gian bao lâu mới bị rút vậy? Năm rồi hả? Giờ ăn nó lành rồi, giờ cũng nằm trong lúc vậy đó, nó quen rồi không rút được. Nhưng mà hình như bị cái này bao lâu nó mới rút vậy? Rồi bị trước rồi cỡ hết rồi cỡ 1-2 tháng rồi. Tự nhiên nó rút? Dạ. Thì ổng nằm vậy thì rút vậy. Ông không thẳng ra thầy, rồi bắt đầu nó rút luôn. Bây giờ là đến giúp cái chân nó ngay ra được bao nhiêu nó ngay chứ thật sự thì bây giờ nó rút như vậy một hồi nó chỉ là cho bên đây thì sao bớt phụ mỗi ngày mình dai ra được như mình ngay chứ cái bệnh xương khớp này không phải là mình giúp một lần là nó hết luôn. Nhưng mà cái này nó còn cái căn của cái người ta gọi là cái dư âm của cái bị dời á, da là nó phải sáng lại coi sao. Qua bên kia. Cái dầu nóng không? Cái dầu ống rồi đấy. Cái dầu nước xanh mà không là nó mùa. Bây giờ ngay ra là nó đau hay nó thốn? Ừ, đau. Đau phải không? Đau quá. Nhận đi á. Nhận đi em không có không? Bây giờ cứ để về nha. Để về từ từ. Chơi dầu nước trắng anh, dầu Trường Sơn á. Cái này là sợ đau là càng ngày nó càng rút lên nhiều. Dạ. Bây giờ bác phải chịu mỗi ngày bác tập nghe từ 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 chứ bây giờ bác để về là tới già là nó dính luôn tại vì cái răng mình nó rút lại bác hiểu ý cô nói không? Dạ. Là mình phải tập gán tập cho nó ngay ra bình thường chứ không là cái chân mình nó rút tới già luôn đó. Ngày mình tập con ra video này đó tập.
cái chân này không phải là nó bị nặng đâu, nhưng mà tại vì không có người tập, yeah. Cái người động viên á, người nằm mình thì sợ đau rút lên luôn. Còn bên nay nó liền gì nào, nó liền hỏi kẹo gì nào. Liền không trúng khớp phải không? Dạ. Liền không trúng khớp. Nhưng ở sắp bây giờ ban đêm nó nhức lắm không thầy? Để con chỉ ông cái thuốc này nè, ông uống là nó bớt nhức nhiều lắm nè, mà ông kế bên, bên mà ông không biết. Cái cây thuốc trái bên này nè. Dạ, cái cây xương khỉ á. Chỗ giường cao bước lại chút xíu tới. Bây giờ này có thể nghe nghe được hơn được hơn là nãy, tại vì ông tập. Ông tập cái gì? Thấy không, hồi nãy con vô bên đây mình nghe cho mình chút này nè, phải có người tập mới được. Hai cái gân dưới này nè thầy, nó căng hàng đó, đó. À, chỗ xương đùi này nè, chỗ này nè, nè hai cái gân này nè đó, nó bị rút hàng đó. Tối ngày là ông nằm nghe kinh vậy đó hả? Ừ. Nằm chỗ gì buồn không hay? Buồn chứ. Không đi đâu được, tức lắm ha. Ừ. Ở đây mình không có cái có xe mà phải có người đẩy hả? Người đẩy. Chiều bữa nào thằng sáng thằng con nó đẩy vòng vòng mấy vòng rồi chiều đẩy mấy vòng. Giống thì mình nổi không được. Mình giờ mình thí dụ như mình có bị đau á thì mình cũng chịu hay chịu khó một chút để cho nó hoàn thiện lại như bình thường. Chứ để tới già nó như vậy thì nó khổ cho mình. Tối là ông ngủ đây luôn hả? Không, ngủ trong phòng. Làm vô. Ừ, thằng nó đưa xe đó để cái xe này ngay được mà đâu phải không được. Dạ. Phải ông cho tao đóng mớ. Nó cây dày á. Dạ. Dày á. Dày á nữa. Dạ nữa được phải không? Ừ. Thấy không? Bởi vậy. Thả từ từ thôi, thả lỏng từ từ thôi. Được chưa? Ừ. Như đó là hết phải không? Ừ. Rõ ràng cái này không có cái không chịu chịu khó nè. Ông bác không sợ đau rồi ở nhà cũng bỏ luôn, nhưng người thành gia nó bị gì chứ cái này là thật sự nó không thể là nó đáng mà nó bị cái này thật sự luôn đó. Tại nằm mình rút thì phải vậy. Rút người quen á, cái răng nó rút luôn. Phải không cho mỗi ngày ta rồi đóng bóp rồi gịch ông rồi đâu có đóng đầu. Thôi bây giờ chắc gì bây giờ thôi bây giờ mình cũng không phải là không được đâu, cái này thì từ từ lôi ra được, từ từ ra được hết trơn. Răng nó giãn giãn. Đau đau á. Đau không? Đau. Răng nó giãn ngày ít 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 giống như dây thun vậy đó, mình kéo từ 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 là nó giãn ra lại rồi. Kìa ổng kìa. Để nguyên vậy, để thầy nói mỗi ngày bớt trọng, gịch trong da đó, giãn giãn. Đó kéo được khúc vậy đó. Như vậy mới hết đau, mới hết mức rồi. Mà mỗi một ngày mình gán kéo ăn chút chút mà bây giờ thầy chỉ sức dầu. Ông chỉ mai mốt ông làm á, đại ra mai mốt ông thầy mới về đó, mà là mình ở nhà mình tự làm cho ông. Ông Bến Tre mà. Ông coi trên mạng đó mấy cái hoàn cảnh mà con quay lên bị xương khớp đó, rồi ông về ông giúp cho người ta nhá, tha xo bóp. Anh này nè, anh nghe cái gì bà kêu đó rồi ảnh mới lại ảnh rước. Bây giờ chỉ cái từ đầu nha. Từ đầu là mình vuốt dưới đây nha. Vuốt cho nó xuống cho nó mềm cái cơ này cái. Đó cái mình vuốt cái này. Vuốt cái này, vuốt cái này, vuốt cái lằn của cái lỗ biển nè. Nha. Vuốt này xuống. Vuốt không được chục từ mấy lần gì đó. Ta vuốt tay bệnh chỗ này nha. Thầy ở Bến Tre con cũng chưa có lại chùa lần nào chứ, mà kiểu ông thấy bệnh rồi ông giúp gì thôi, rút con giò để cho cái dây thần kinh này nó giãn ra mình mới bung ra được, chứ không có cái này nó co nó cũng không được đó. Giống như anh đi làm cho con làm rút
cái này làm chút chừng 5-7 lần tụi mình cái mình giỏi lên chút chứ mình bóp cái này cái nhuận này bóp cái này cho nó mềm ra cái mình kéo ra kéo từ từ thì mỗi ngày là ông cụ phải phải chịu khó chịu đau một chút xíu để nó cũng kéo ra nó mấy ngày là bình thường được. Dạ là giống như cháu ông này con hả cháu? Con hả? Cái giống như con của ông á, lỡ nó so bóp cho ông để cho so đi chứ ông la sao nó dám làm. So bóp giống ông thầy chỉ này nè, từ từ cái giò ông mới thẳng được hả ông hai? Ông để cho nó làm đi, ông đừng có la nó. Từ từ cái mình co ngày chút cái thẳng là được luôn à. Chứ ông không cho làm nữa, rút lại vậy luôn á, ông nằm vậy hoài sao? Nó mềm cái cơ này, mềm ra rồi mình kéo ra. Nó chỉ có mấy cái động tác vậy thôi, rút ra bóp nó từ đây bóp dài xuống rồi bóp mấy cái khớp này rồi kéo móng giò ra rồi cái mình lắc rồi cái mình nó bây giờ mình kéo qua từ từ nó thì nó làm chưa chút có được không vậy được phải không? Bóp hai cái cọng gân dưới này nhiều nè, ở hai cọng gân dưới này nó chằng. Bóp hai cọng gân dưới nè, thầy dạy bóp hai cọng gân dưới đó. Hai cọng gân dưới là nó chằng nhiều đó, hai cho chỗ cái đùi đó. Cái cọng gân dưới á là mình bóp cho nó mềm mà mình dị cái này ra nè, nó rút ra nè. Mấy cái móng giò mấy cái ngón giò này nè. Mình chịu phải chịu lên vậy nè. Đừng cho được cái động chỗ này nó không đau. Giờ mình sức dầu thì mình sức luôn cái chân chân bên đây luôn, chân nó khỏe động khi mà ông cụ nó mạnh được thì hai chân nó bình thường. Chỗ này đau hả? Cho cấp đùi này luôn. Ở nhà anh đâu có quay sinh tố hả, có không? Không. Đâm nhắc cái nước cũng được mà. Dạ mà đâm nó hơi cực thầy, cái lá đó nó hơi cứng. Đá ừ. Có đá thì đâm nó màu nát đó. Một chút tôi chỉ ông cho nó dễ lắm, giống như làm rau má vậy đó. Chỉ cần lặt lá thì, dạ. Lặt lá xong rồi cái anh đâm anh vắt nước đi, anh để tủ lạnh á. Ở nhà có tủ lạnh không? Có rồi anh để đó, rồi anh cho ông uống thay nước lạnh đi. Nó dễ uống như rau má vậy đó. Mà uống cái đó vô là nó mát nè, nó lọc tiểu nè, rồi nó trị bao tử nè, với nó khơi cái xương khớp mình không nhức. Biết sao ông đau cái này không? Tại vì nghe ra nó cằn nó cơ chứ đừng. Mình cho từ trong đây thôi. Cái này mà đâu có khó phục hồi đâu. Tại vì thứ nhất là ông cụ lớn tuổi, thứ hai nữa là ông cho mình làm, rồi cái mình bỏ quên. Với anh so bóp gì ông cũng bớt nhức nhiều lắm á. Nó khỏe lắm. Đùn vô là ông người già mà được so bóp là nó nhẹ lắm. Thầy do ông được cái đáng nhớ. Để về thì nó cứng ma cứng lắm, người già mà mình trẻ mình không hoạt động nên đeo đây thả lỏng nó không đau, tại vì ông gồng nó căng cái cơ này là cái nó khó chứ ông là thả lỏng được cái gồng đó, ông nắm cái giò ông làm cái gì đó. Thì khi ông cụ nằm ở không mình á, ông cụ cũng làm gì nè, ông duỗi ra duỗi được nhiêu hay nhiêu, gán duỗi ra là bóp của mình đi được à, duỗi được nhiêu hay nhiêu rồi cái con làm nữa là cái bớt à, mà đi được là cái cơ này nó sẽ phì ra. Vì gì thì ví dụ như bây giờ con người nó còn sức sống dài nhưng mà vẫn còn sức sống thì cái cơ mình hoạt động được tự nó nở cái cơ ra chứ không sao hết trơn. Cái này bị nhẹ lắm, không có gì ông cụ đừng có lo nha, gán tập hẳn ra là đi được, mình bỏ xe lăn luôn nha. Cụ được có cái trái tay là được phước thọ nha. Nè em cụ tám mấy hả? Tám mươi. Già mà không có đi được nằm chỗ gì buồn. Mình đây mình cũng tập luôn, tập hai chân luôn. Đớp, chân là lạnh ngắt rồi, cái chân lạnh ngắt. Không hoạt động, lạnh như nước đá luôn. Nhà bóp đi ấm là gì? Để mình có cái hơi mình, cái năng lượng của mình nó ấm, mình bóp cái cơ nó dễ, giãn ra hơn.
càng lạnh là chừng nào là nó càng mau teo coi gì đó. Cho nên bây giờ muốn không ẩm mồng thì không dán bớt nha. Chứ không ẩm mồng đó. Nhớ không? Nhớ cái đó cũng dễ mà, đâu có gì khó. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ con đến chỉ cho cậu Út vậy thì thôi, ông cụ gán nha, gán khỏe rồi mình bỏ xe lăn mình đi chơi. Thế là được cái, bây giờ về cái thằng kia không cho làm cái là ngoài xe lăn nó cực mình mà nó cực con cháu nữa. Ông cụ nha. Thôi cho ông cụ con về nha. Dạ con về luôn ông hai. Dạ. Con chào cô. Cô cho con hỏi cô tên gì cô? Tên Đẹp. Dạ đẹp. Rồi chồng có tên gì? Tên Khến. Khến. Khến hả? Dạ rồi hai chồng cô có con cái gì không? Không, không có con gì chứ. Hai chồng không. Dạ. Sống hai vợ chồng cũng khổ dạ. lắm. Dạ rồi bây giờ là hàng ngày là tiền sinh hoạt là ở đâu có? Người ta cho ăn. Cho ăn không? Ta cho ăn. Rồi cái dạ. nhà này ở đây là mình ở nhà ai? Nhà nhỏ em thứ ba. Dạ nhỏ em thứ ba phải không? À. Dạ. Rồi giấc chiều với người ta đi cho rau hành đồ này kia rồi ăn. Dạ. Người ta cho gạo đồ ăn sống qua ngày. Ổng thì cũng đau tai biến. Mặc giùm con cái áo vô đi. Ổng cũng đau tai biến nữa. Dạ. Đau hôm đó toàn là khiêng cũng không. Cái giò cô có bỏ xuống được không? Dạ bỏ xuống là phải lấy cái này nè để xuống mới được. Là nó bị cắn phải không? Dạ nó đau dữ lắm. Nó đau ngay chỗ đây nè. Nhất dữ lắm hôm đó nó nổi như này coi. Nó giật rồi nó quéo luôn. Quéo giò quéo khoảng. Là bị bao lâu rồi cô? Bị hôm nay 2-3 tháng nay rồi. Dạ. Rồi nó có chảy nước chảy mũ gì không? Chảy mũ hôm đó dưới này trên này chưa. Ở dưới đó nó chảy mũ xong nó lành rồi đó hả? Cái này nó lành rồi. Rồi bây giờ nó lên cái đó. Dạ nó lên đó, này, nó nhảy lên trên này. Bể miệng đó. Dạ cái này sao giống cái nó di căn quá vậy thầy? Quá nhức rồi. Nhức dữ lắm. Dạ. Nhức mà cũng khóc. Rồi. Rồi 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 cô nói em của cô là ở đâu? Ở trên Bình Dương á, đi bán giấy số. Dạ rồi là giờ giao nhà cho cô giữ. À, ở đây giữ nhà cho. Rồi hồi trước tới giờ cô không có nhà sao? Có cái nhà đặng mà nó sập có sao biết vô. Dạ. Ở không có được đất cát không mà đá đồ mấy đứa nó gỡ đó rồi không có lót gạch lót gì ở có dơ lắm rồi không có ở rồi lại đây ở. Dạ rồi xin nó cho lại đây ở. Dạ. Rồi bây giờ cô bị cái này bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, tôi bị tai biến năm nay 7 năm. 7 năm. 7 rồi năm không rồi. 7 năm mà cái mục này nè là mấy năm? Thằng ơi, cái mục này ở dưới này là năm nào? Tháng mấy nay là. Dạ, còn ở dưới này là năm nào? Cái này dưới này là mấy tháng trước. Dạ, mấy tháng trước. Ờ. Rồi giờ ta bắt đầu cái nó nhảy lên trên này nè cậu có chị đi không được, chị nói sao kỳ trời sao cứng ngắc mà nó giật chị quéo cái giò dạ. nè, quéo giờ cái đang miệng là nó nằm ở trong đó đó phải không? Hả? Cái miệng nó nằm trong đó. Ờ, nằm đây nè. Dạ. Đau dữ lắm. Tôi khóc dữ lắm. Dạ. Rồi chú hàng ngày chú làm gì chú? Chứ mới làm thì chưa đau tai biến đó, từ đi mặn hồ rồi vậy bà. Mặn cô lên. Từ tới đau tai biến tới giờ mặn không được nữa. Dạ. Đi xa cái nó chán dán một mài mặn được. Dạ, rồi cô với chú sao mà không có con cái hết trơn vậy? Hồi đó tới giờ không có con. Là giống như là mình không có con phải không? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là đâu có đi làm gì được nữa không hả? Không có làm gì được. Rồi tiền hàng ngày là bà con cho? Bà con cho ở sớm giấc chiều. Bị đau rồi giấc chiều người ta đem lại cho ăn. Dạ. Rồi giờ ở đây là một là mình giữ nhà, hai là mình ở đây mình tá túc cho nó đỡ sạch sẽ phải không? Dạ, nhà đúng rồi. Dạ. Cái nhà mà của chú với cô đó gần đây không? Đây nè. Bên. Kế bên, sát bên luôn hả? Mà nó sập rồi ở dưới nền đất hả? Đúc tráng xi măng chứ. Dạ dạ, nhưng mà bây giờ nó sập rồi phải không? Mưa dột hả giờ? Sập cái nhà bếp rồi sao, cái nhà cây thì bây giờ nó muốn sập rồi. Dạ. Dạ. Giờ thầy thấy cái bệnh này chị được không thầy? Cái này thì có thể là bây giờ thầy sẽ bán cái nhảy lên tim nữa. Dạ. Mà phải trị gì bằng thuốc. Dạ. Dạ thuốc uống dữ lắm. Nó bị vô uống người ta chưa từng thấy luôn. Dạ. Uống cho nó đừng có nhức, để nó nhức quá nhức chịu quá nào. Cái này là nó nhảy là nó có thể nó nhảy đi khắp nơi.
Dạ. Dài ở trên này người ta chết dữ lắm. Dạ. Dài ở trên đây người ta chết, biết tổ biết chết cái gì không? Chết bị cái gì, một gì cũng hết. Đau một gì trục lưng hết. Đau một gì nó chết, bằng lên nó chết. Cái này của cô nó giống như bú ngực vậy đó. Giống như bú mà người ta bị ung thư ngực mà người ta nổi bú đó. Nó, nó giống giống vậy đó. Nếu mà mình quậy nó là nó di căn đi chỗ khác á. Một u. Dạ, nó giống như mà bú độc đó. Nói mẹ như đây là nó hình như là nó bú độc đó. Nó mà da hôm đó ở dưới này nó cầm quàm cái gì đó, cái bắt đầu nó chảy mũ da dầu cho cả chén mũ gì đó nó nhẹ. Dạ. Nó hết rồi bắt đầu nhảy lên đây nè, chứ hôm đó ở dưới đây đâu còn có cái gì đâu. Dạ. Cục cái tay cô bị gì nữa? Cái dạ. Tay cô có bị gì không? Sao dạ. Nó chảy nè? Dạ, cái này bị tôi xuống lên đây nè, cái té này nó chảy nè. Dạ. Nó té cái chỏng nè. Thì bây giờ tôi nói thiệt với thầy với cậu nha, tôi leo lên cái này mà tôi leo không có được. Dạ. Tám nằm giỏng ngủ không. Dạ. Chứ không có leo lên được. Dạ. Leo lên là leo không có được, cái giò quá yếu rồi. Dạ. Rồi bây giờ nè ha, tới đây á, là con đưa cái hoàn cảnh của cô chú lên. Rồi xong á, là có mạnh thường quân nào mà người ta giúp đỡ nữa đó. Yeah. Là con đem lại cho cô chú sau nữa ha. Yeah. Rồi bây giờ trước mắt là con gửi cho cô chú phần quà ha. Cô chú nhận giùm con ha. Yeah. Rồi Di Đà Phật thì hôm nay có cái duyên lành là đến thấy hoàn cảnh của cô bác ở đây. Yeah. Là cô đang bệnh mà bác ở đây thì lo không có phụ mà đi làm để mà giúp về cái phần cuộc sống. Yeah. Mà nhà thì ở tạm nữa. Có chú Bùi Mạnh Thường Quân ở Hoa Kỳ. Yeah. Gửi cho cô Đoàn Thị Đẹp 1,6 triệu. Yeah. Để làm phương tiện vượt qua cái bệnh. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây nha. Con có nói thầy. Bây giờ cảm ơn cô bác, cảm ơn chú Bùi ở Hoa Kỳ đi. Cảm ơn chú Bùi ở Hoa Kỳ. Dạ rồi, bây giờ thay mặt chú Bùi ha, con cảm ơn cô và chúc cho cô nhiều sức khỏe ha. Rồi con mong chú là giúp cho cô để vượt qua bệnh tình hả chú. Rồi cảm ơn thầy luôn, hôm nay thầy đến đi giao duyên với Phúc Toàn. Hôm nay Phúc Toàn nhờ ông thầy trao thiệp luôn. Rồi con cũng cảm ơn thầy. Rồi thay mặt anh Bùi ha, cảm ơn tất cả ha. Dạ, rồi. Có khả năng hỗ trợ về thuốc men, vấn đề vật chất gì đó ha. Thì cả hai kết hợp thì cũng mong muốn cho ông bà thì được hết bệnh. Ông bác này thì có sức khỏe để đi làm, sống cuộc sống vui vẻ. Chứ bây giờ người bệnh thì phải người nuôi. Dạ. Đó thì đó, bây giờ chỉ cả hai kết hợp. Phải có con rồi đỡ, không có con. Cả hai kết hợp là để chặn đứng cái căn bệnh hiện tại. Thì cũng đồng với Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ những cái hoàn cảnh khổ, khó khăn mà neo đơn nữa. Dạ. Mời. Thì với cái này thì bây giờ trước tiên là cứ thử bây giờ khoáng trước coi nó như thế nào. Dạ. Yeah. Cái sự hỗ trợ của Phúc Toàn bên đó tính sao. Dạ. Yeah. Ở trước này đống đá của ai chú? Dạ, giống như ta không có chỗ đổ, ta đổ nhờ phải không? Nữa nó cắt nhà vậy. Dạ. Đây là nhà của chú nè quý vị ơi. Gạch này là của người ta gỡ luôn đó hả? Gạch này nè. Gạch rồi người ta gỡ. Dạ, dạ. Dạ. Vậy là trong này cũng còn im rồi, nhưng mà ở ngoài bếp này nó hư thôi. Nhà bếp đúng không à? Dạ. Vậy nhà bếp này ở ngoài này nó hư thôi chứ trong nhà còn im mà. Nhà cây là nó mới hư. Cái này là người ta cắt cho mình hay là lúc trước mình làm có tiền mình cắt chứ? Mình cắt lên đó mà. Dạ, giống như hồi đó có tiền mình làm mình cắt phải không? Ờ. Giờ lại này chỉ hư nhà bếp không à, đâu có gì đâu. Hư nhà bếp không à? Dạ. Cái này là chỉ bị một cái nhà bếp thôi, dưới cái nền ở dưới này nó hơi dơ là không có lót gạch thôi. Chỉ là chán khi mang con dơ vậy thôi. Rồi là cái phòng này của cô chú nè phải không? Dạ. Dạ. Rồi ban đêm chú có qua đây thắp nhang không? Có, ở đây ngồi, tôi ngồi qua đây ngủ thắp nhang rồi. Dạ, vậy là chú ngủ bên đây, bà ngủ bên hả? À, ừ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Bên này đóng cửa có sao đâu. Chú sợ trộm hả? Đâu có gì đâu mà sợ trộm. Ờ, sao không ngủ vô bên với bà, lỡ ban đêm bà có gì rồi sao? Ngủ bên đêm nhiều khi nó
bà cự ông hả? Bà đau rồi bà bực bội bà cự phải không? Rồi qua trốn qua đây ngủ. Chết luôn rồi, rồi nửa đêm bà có đau nặng quá rồi sao ông? Qua bển ngủ với bà đi. Vợ chồng mà không đùm bọc lẫn nhau rồi sao được. Ông qua đây ông trốn qua đây ông ngủ rồi bắt đầu bà bển bà đau quá rồi ai kêu? Ai kêu ông qua tiếp bà được? Qua bển ngủ đi, qua bên đây bỏ thí đi. Để bỏ bà bển mình nửa đêm mà có lên máu hay gì rồi ai giúp bà ông nội? Rồi, rồi giờ mình về bển chú ơi. Xong rồi, vậy được rồi. Đau phải không? Dạ. Tối về bển ngủ với bà đi ông ơi ông. Đã bà đau gần chết vậy mà còn không chịu ở đó mà còn đi qua đây núp, trời bà chửi chửi đi. Thì bà đau bà bực bội bà phải la lô rồi. Dạ thì cái nhà này còn ngon lành mà. Nhà này còn im mà chỉ thiếu cửa nẻo rồi thôi. Nhà này còn ngon lành mà chỉ có là chưa có lăn bê lóc gạch chứ phần nhà bếp nó bị hư thôi chứ nhà này còn im mà. Rồi đi về chú ơi. Trời trốn ha. Bà đau bà chữ. Bà đau bà chữ quá trốn qua đây ngủ. Nào quá mà chị không đau. Nhưng mà ở bệnh với bà đi quơ ban đêm nhiều khi bà bệnh nặng quá rồi. Rồi bà có bị gì ông sao không biết. Chơi gì ban đêm mà vợ chữ trốn qua bệnh ngủ không? Nói chung là nhà bển nó cũng ngon lành đi gan như bên đây nè thầy. Chỉ có cái là gạch chưa lót với cái phần nhà bếp bị sập. Là bây giờ chỉ sửa nhà bếp với lót gạch là đi gan nhà bên đây thôi. Với nó thiếu cửa này nè thầy, chưa có cửa. Chưa có cửa mà chưa có lăng bê vậy đó. Rồi giờ con báo cho thầy tin mừng nữa nè. Là ban đêm á bà đau quá, bà đau quá bực bội quá bà chửi ông trốn gì bển ông ngủ không à. Bỏ bà bên đây mình ngủ bên đây. Dạ, bây giờ thầy giải quyết giùm con vụ này coi. Bây giờ bà đau bà chửi quá thì bây giờ mình cũng gắng chịu đi, tự nhiên ông trốn gì bển ngủ rồi nửa đêm bà bên này rồi sao? Thầy phiên ông giùm con coi. Nói như thế này. Mình không phải bao nhiêu kiếp mới được làm vợ chồng. Mà hiện tại bây giờ á cô bớt lại cái khẩu nghiệp đi. Dạ. Cô đau cô niệm Phật đi chứ cô chữ ổng ổng trốn á. Niệm Phật để mình qua cơn đau. Dạ. Còn chú phải nghĩ lại là gì? Bây giờ cái người này đáng thương mà mình bỏ đi lỡ cái người này có gì rồi sao? Hối hận là không kịp. Lỡ nửa đêm bên này bà có gì nặng bà đâu kêu được. Cũng ghét là gì? Thôi bây giờ một kiếp mình gặp nhau thì thôi bây giờ cô này cô đang vợ mình đang bệnh thì gắng cố gắng để mình trợ duyên hết sức mình. Dạ. Chữa chút thì giống là còn khỏe còn chơi. Dạ. Mệt đúng không? Muốn nghe nghe chữa không được đó. Thầy dạ tới vậy. Hồi mà bà lỡ bà mắc đi rồi ai chữ ông mà lúc đó ông muốn nghe cũng không ai chữ đi, mình nghĩ vậy chữa giống như bà hát cho mình nghe thôi nhưng mà cô bớt là khẩu nghiệp để bệnh mình mau qua đó, cái khẩu nghiệp nó làm bệnh cô nặng thêm đó đã, mình đang mang cái nghiệp bệnh mà mình khẩu nghiệp mình chữ chồng rồi mang khẩu nghiệp nữa hành nữa, cố gắng nghe. Dạ. Đây là lời khuyên chân thành chứ không dám là chỉ dạy gì ai hết, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại cô chú đang mắc cái hoàn cảnh là cô bệnh là chú cũng đang rất là buồn, cái tâm cũng đang rất là lo, thì bây giờ gắng cố gắng cùng nhau để qua hết những cái nạn bệnh này. Dạ. Người khỏe đang cứu người bệnh, mà người bệnh cũng phải biết quý người đang cứu. Dạ. Giúp mình. Ông không thương cô ông đâu, ở đây lo cho cô đâu mà cô chữ ông vậy rồi cái bắt đầu. Rồi cái bắt đầu ông sợ ông trốn như bển ông ngủ rồi lỡ bên đây nửa đêm cô có bị gì rồi sao? Khỏe mà ông bệnh như hơn bên đây nè. Tại vì ông lo đủ bề. Tội nghiệp ông có hai chồng của bạn nghe một đêm hôm có mình hai có chồng. Người chồng quá là lý tưởng. Con gắng giữ cái này tốt quý mà. Cô có đau quá cô niệm Phật. Dạ. Đi. Cô kêu Phật cứu cô đi. Dạ. Chứ bây giờ mà cô chửi ổng nữa, ổng trốn gì bển rồi bên này bà có cái gì mà cặn ổng rồi sao ổng giúp được. Dạ. Bây giờ mô Phật muốn đi nước thì ổng đi mất tiêu rồi. Rồi thí dụ muốn đi tiêu đi tiểu đi. Dạ. Rồi ai giúp bà nửa đêm đó. Có gì rồi là khổ nữa. Thôi gán cô gán. Gán nghe cô đừng có mà chửi ổng nữa. Sẵn vậy luôn là hứa đi. Hứa cái để vậy cho cái này hứa. Bỏ cái kêu qua. Dạ. Quá khước không đi cứu. Cô hứa với ổng đi. Phật. Dạ. Phật chứng minh cho bên niệm Phật đi chị hai. Thí dụ đau khổ quá mình niệm Phật thì mình đừng có chữ nữa. Dạ. Để cho nhận cái phước bên đây ông này cũng đang giúp mình nè. Dạ. Ông thần quá gần gũi thương lắm. Đây nè con nói ví dụ cho cô nè, ví dụ mà cô với chú còn trẻ đi mà chú cô cứ chữ gì hoài là ổng bỏ ông đi luôn rồi lúc đó cô khổ nữa đó. Là mất cái mất ông này uổng lắm nha. Dạ. Mất ông này uổng á. Ổng cũng thiếu nợ cô, ổng ở đây chăm sóc cho cô nè mà cô chữ nữa thì cái nghiệp mình mang nữa, cái cục đó nó bự ra nữa đó. Nói đi rồi nói lại.
đôi khi cái ông này mà mình thương ông quá thì phải nói cho ông biết thôi, tôi cũng lỡ lời thì mình hồi liền, chứ đừng để ông buồn trong nghiệp. Hồi nãy con hỏi ông á, cái tự nhiên ông nói tối ông về bệnh ông ngủ, rồi nói bả bên đây bả ngủ mình hả, cái ông nói ừ, ở bệnh á bả chửi dữ lắm, không có ngủ được. Không, nói ra vậy đỡ, để chiều hôm nay con hứa rồi. Con hứa với Phật đó nha. Mà hứa rồi mà không thực hiện là bệnh. Bệnh còn nặng hơn đó. Lúc nào cô đau khổ quá cô niệm Phật đi. Hồi nãy con có chỉ cô rồi đó, cô niệm Phật cho thành tâm là cô được hết trơn à, là bệnh tiêu trừ hết à. Gom lại bây giờ thầy đến thầy cũng cầu nguyện mình không chư Phật chư đại Bồ Tát, và hiện tại những vị Bồ Tát là như cái hạnh nguyện của những vị Mạnh Thường Quân đang để giúp đỡ mình. Dạ. Thì mình muốn đền ơn cái gì đó bằng cái gì, bằng cái mạnh khỏe của mình sống tốt hơn. Dạ. Đẹp đời hơn với cô biết sao không? Cô biết sao không? Cô đừng có chữ chú là Mạnh Thường Quân ta mới thương mình, ta mới giúp mình. Chứ nếu mà cái kiểu đó hoài là người ta đâu có giúp mình được. Cố gắng ha, chừng nào đau khổ quá niệm Phật đi. Thí dụ bằng đêm bằng hôm mà cô mất tiêu mất tiểu rồi làm sao mà chú có đây mà cô sai. Rồi thôi vậy uống nước đi mình về Úc. Dạ. Rồi cô hứa nghe, cô gắng làm con vụ đó ha. Hỏi ông sao về đây ngủ, ông nói ở bệnh ba chữ quá ngủ không được. Mà hình như bây giờ hai vợ chồng sao nói ba bệnh thương không hết, nói sao được, phải không? Như người ngoài dễ nói nè, trời gặp cái con khuyên để khắc phục. Gặp con trốn đi luôn rồi đó, chửi chỗ đó con trốn đi luôn rồi đó. Nhờ trái cây với chuột cống đó, chuột xạ bên hông nhà nó bán cháo bầu đó, trời ơi ba ăn tương. Nhưng ba, mà nhưng mà mẫu giờ là rất đẹp phải không? Ừ, ba không có thu đâu. Đẹp lắm hông? Ừ. Sao ăn trái cây rồi chuột cống đó không? Mà giàu là nhờ bên đây làm mà ra nhiều phước nhiều tiền phải không? Ừ. Không còn làm ra phải không? Dạ. Còn đây làm phước á, là mẫu hữu phước á, là giàu lắm phải không? Giàu cái gì cũng có luôn phải không? Dạ. Là do bên đây làm nè, bên đây có công bên kia hưởng cái quả phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rõ ràng không có con. Dạ. Mà bây giờ khi nào có duyên là phụ hộ cho bà cụ mẫu của Phúc Đoàn đi tu nha, đi với Phật nha. Đúng rồi. Vậy là bữa nào mà em cúng cho mẹ em là em phải rước anh xuống đặng anh gia hộ tiếp mới được. Ừ đúng rồi. Dạ. Không có, còn cúng giống như cúng cho bà giải thoát á. À cúng dường. Dạ, cúng giống như mà mượn thầy cầu siêu vậy đó. Mượn thầy cúng cầu siêu cho bà đi, tại vì bây giờ bà còn lẳng quẳng ở nhà. Nhưng mà con gái là hưởng phước làm từ thiện cũng. Dạ, giờ ăn uống. Ông sư biết sao ông, ai cũng có cái nghe cái tội hết trơn á. Người nào trên đời này cũng có tội hết trơn á. Dù cho mình hiền đi chăng nữa mình cũng giết con này con kia. Đó mình cũng phải làm cái này cái kia cho chồng cho con ăn đó thì cũng phải bị thôi. Không có người làm được vậy. Mà bây giờ là cậu hai. Bây giờ là gần đây không? Gần đây ít hôm nó đi được chưa? Ít hôm nữa hả? Chắc có lẽ là không có. Ít hôm nó chưa được hả? Không có đâu. Là chưa được phải không? À không phải chưa được, nhưng mà được thì biết rồi. Nhưng mà con nghĩ không có. Không có là cái gì? Dạ. Cái gì không có? Không có là cá lòng tông đó. Chứ tát với đường hương đó, lên ăn hoài với dòng uống đó. Không mà bây giờ hỏi gì nè. Khi nào mà đủ duyên Phúc Toàn với thầy tới là chư ông với cộng 2 bước đi theo thủ nha. Được không? Cái đó được. Đó, được thì được rồi. Thì yêu cầu mình sắp xếp thì mình rước ông xuống ngồi để chứng thôi là được rồi. Anh Di Đà Phật. Nói là để lập hướng. Ờ, giống như mình hỏi dồn quá chuyện đó không có nói được. Cơ. Dạ, ông định thần bữa đi cũng lễ á. Thần đẹp không? Thần lớn không? Ổng á. Trời ơi, ổng lớn dữ lắm. Mà gặp chư ông với gặp cậu hai ông mừng vui lắm phải không? Ai mà ghẹo chọc ổng nó đủ ngựa vô trong nhà ổng mà không tiền nó không có được đâu. À, không có lễ phải không? Không vô lễ. Vô lễ là ông không chịu phải không? Không lời vô lễ heo đó trời ơi không có được đâu. Được đâu phải không? Ừ, mình phải có tiền mới được vô ổng phải có heo nè. Nè anh hai ơi, anh hai. Hôm bữa mà em chở anh vô mà cúng ông hoàng đế đó. Anh gặp ông hoàng đế có đó không? Ổng hả? Ờ.
Hôm bữa mà mình cúng quan đế mà anh gửi thùng từ thiện 200.000 để em đưa anh để vô đó. Anh có thấy ông quan đế cười với anh không? Ổng hả? Dạ. Trời ơi, ổng khó lắm. Cái ông mặt đỏ đó phải không? Ừ. Ổng khó lắm phải không? Trời, ổng khó lắm. Rồi anh vô hôm bữa ổng có vui không? Vui. Vui hả? Như vậy là hôm bữa là anh có gặp ổng phải không? Là ba ông ngồi đó phải không? Vậy là anh thấy là được rồi. Tam vị thành tướng. Dạ. Thấy vậy không? Đúng rồi. Còn mà gian dối xảo trá là ổng đánh nhân nè hả? Đúng rồi. Dạ. Khó vậy phải không? Đúng rồi. Chứ ma quỷ mà đứng trước mặt ổng đánh dằn ra liền á. Ông cũng là hộ pháp già lan. Dạ. Mà ổng dữ lắm. Còn hai vị mà vị hộ pháp với ông Tiêu là Bồ Tát Thị Thiện. Dạ. Ông mặt xanh ổng hiền. Ông mặt xanh là ông Tiêu, dạ. Tiêu Diện Đại Sĩ. Ổng hiền. Còn ông mặt đỏ đó trời, ông nổi cơn lên rồi trời ơi ai cứu. Quậy dữ lắm. Thì tới lần nào vậy? Vui lòng lắm. Có mô mà chết thì thôi chứ đúng, đúng, đúng. Không mà cậu hai nói bà uống hết chai linh đơn là đúng rồi đó. Bà chết không chết nhưng nó hành xác không à. Không ai chị mẹ nổi chứ. Tài thiên thông minh bao nhiêu cũng phải dưới tay một tổ hả? Dạ. Đâu chạy khỏi được. Đúng đúng không cậu hai? Mà bảo đã không cho nhận rồi. Dạ đó thì chẳng chưa. Bà không có chết đâu. Cái thiền bà lái chưa vô bờ mà. Bà đang còn lây quay ngoài vòng hoài, bà gặp bảo cái bà cứ nói trời ơi trời sao bảo hoài. Bà không chịu niệm Phật. Đang bảo mà cứ nói trời trời sao bảo tới tu hoài mà không chịu niệm Phật. Trong lúc la trời đó mình không niệm Phật đi. Phải không anh hai? Đó kìa ổng còn gật đầu nữa kìa, ổng nói bà lo la trời không, ổng lo niệm Phật. Thì đó. Thật sự ra hiện tại mình đang ở trong cái đại hải này, cái biển khổ này chưa đâu. Mà không gặp đại hải gặp cái gì. Bà giờ là bà đang giữa biển nó lây quay không biết đi đâu hết trơn á. Mà không biết kêu Phật mà cứ kêu trời không à. Niệm Bồ Tát. Bồ Tát là nó cho là Quan Âm Thị Hiện thuyết pháp độ canh lâm nạn sinh danh tầm thinh cứu khổ. Dạ. Đúng chưa? Mình không niệm danh hiệu lấy gì cứu. Dưới năm bây giờ là đang phạm trong cái nghiệp sát sanh đó. Bà cứ xin cái vụ đó giùm tôi đi. Cứu mình được chứ phải không? Là giống như bây giờ á, Năm không có đi bán cá thiệt nhưng mà tiền đó là đem về cho Năm. Mà bà Hồng á, là người ra tay mà cái người hưởng phước là bà đó. Bây giờ bà cứ cầu Phật chờ đi. Bà nói là tại vì con á, nuôi chồng nuôi con không có nghề gì hết trơn á, con phải làm cái nghề sát sanh gì nè. Rồi bây giờ ông bà đổ cho con đi, giải nghiệp cho con đi chứ bây giờ đau hành con gì con chịu đâu có nổi. Hồi nói với cô Năm cố gắng chút nữa đi. Bây giờ bà đừng có than trời trách đất nữa, bà cứ niệm Phật giùm tôi đi là quá trơn à. Thứ nhất là thân mình cũng lớn tuổi nè. Và thứ hai nữa là mình chút ít gì đó cũng có những cái lỗi gì đó. Thôi kệ mình gán thành. Con bà như vậy nè không phải là khổ đâu mà cái phước của bà đó mà bà làm tròn xong rồi cái phước của bà lớn dữ dằn luôn. Đã ông cụ cũng hứa rồi mà. Bây giờ ông cụ ông nói Năm á, cái xác của Năm á là có người giữ rồi, ông cụ không có động. Đó, bà Hai. Đó, rồi. Đã bà Hai mới giữ bà rồi. Bây giờ á, có duyên thì gặp lại ông cụ. Nhưng á, Năm á hỏi sư, như hai cái ông sư phải chọn một. Đúng rồi. Nếu như mình chọn một là nè Năm ơi, bữa nay có cái chị ở bên Hoa Kỳ á, chị giấu tên, chị gửi cho Năm á là 100 đô, là con đổi rồi nè, là 2.3 nè đó. Rồi bây giờ Năm nhận giùm con ha, rồi Năm cảm ơn giùm con luôn. Năm thì Năm cũng cảm ơn cậu giấu tên. Cái chị cái đó chị hả? Vì Năm cũng cảm ơn vì giấu tên, mang ơn vì giúp cho vì Năm được để lo cho mấy anh này nè, lo cho mấy đứa em ăn uống. Vì Năm cảm ơn nhiều.
Dạ, rồi thay mặt các chị giấu tên Hoa Kỳ ha, con chúc cho dì Năm nhiều sức khỏe ha, để có sức khỏe mà lo cho mấy anh này chu toàn ha. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ con Thiền đã ra biển gắng mà lái vô bờ. Thế anh hai, phải không? Bây giờ mẹ mình đang trên thuyền mà lái 5-6 đứa con ở trên chỉnh đó, rồi bây giờ phải lái vô bờ còn không chết đuối. Dạ, con có đâu là gì về. Cảm ơn các chị này cái đi anh hai. Em ơi đừng nhớ đừng thương đừng chờ ta nơi. Tiếng kiều ơi chắc có lẽ là mùa thu kiếp trước mình mới quen gặp lại. Hết pin. Cái là vô này hết pin rồi. Rồi vỗ tay vô kỹ. Quá hay luôn rồi. Rồi thay mặt các chị bên Hoa Kỳ ha, cảm ơn nha gia đình của dì Năm ha, đã nhận số tiền ha. Rồi dì Năm gán lái thuyền tới bờ là được rồi. Dạ dì Năm cảm ơn luôn. Dạ.